Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi thông tin toàn cảnh trên kênh tin tức của báo Tiền Phong. Sau 2 ngày xét xử và nghị án, sáng ngày 5 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với các cựu lãnh đạo Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên Resco, các cá nhân tại Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn đã thực hiện hành vi sai phạm trong việc chuyển nhượng 3 mặt bằng của công ty Resco cho các đơn vị khác, dẫn đến hậu quả Resco bị thất thoát hơn 45 tỷ đồng. Theo hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát thiệt hại về tài sản đặc biệt lớn, làm giảm uy tín của cơ quan nhà nước, tạo dư luận xấu trong xã hội, do đó cần phải xử lý nghiêm mới đủ sức răn đe, giáo dục. Tuy nhiên, các bị cáo đều có thái độ khai báo rõ ràng, thành khẩn, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen trong công tác và tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả. Đồng thời, Tổng công ty Resco đã có đơn xin giảm nhẹ cho tất cả các bị cáo, do vậy hội đồng xét xử áp dụng khoản 1, khoản 2, điều 54 Bộ luật hình sự khi lượng hình đối với các bị cáo. Ngoài ra, công ty phát triển Địa ốc Sài Gòn đã nộp lại toàn bộ số tiền thất thoát tại mặt bằng tại quốc lộ 50, phường 6, quận 8 nên thiệt hại của vụ án gần như đã được khắc phục toàn bộ nên đây là tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo. Từ các lý lẽ trên, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tín Trung, cựu chủ tịch hội đồng thành viên Resco, 5 năm 6 tháng tù, Nguyễn Phước Ngọc, cựu tổng giám đốc, cựu chủ tịch hội đồng thành viên Resco, 4 năm 6 tháng tù, hai bị cáo Trần Công Đức, cựu thành viên hội đồng thành viên Resco, Đỗ Văn Phúc, cựu thành viên hội đồng thành viên cùng mức án 3 năm 6 tháng tù. Hai bị cáo Võ Hữu Hải, cựu thành viên hội đồng thành viên, Hoàng Hải Đăng, cựu phó tổng giám đốc cùng 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Hai bị cáo Nguyễn Thị Thúy Hằng, cựu thành viên hội đồng thành viên Resco, Nguyễn Đình Phú, cựu phó tổng giám đốc, cùng 2 năm tù, cho hưởng án treo. Cả 8 bị cáo cùng phạm tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Theo hội đồng xét xử, qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến phiên tòa, hội đồng xét xử nhận thấy đủ cơ sở tuyên cả 8 bị cáo trong vụ án đã phạm tội. Hành vi sai phạm của các bị cáo thể hiện vào năm 2010 khi Resco được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương giao cho công ty thực hiện dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án ở rạch Ụ Cây, chấp thuận cho Resco chuyển mục đích sử dụng 15 mặt bằng nhà, đất để cấn trừ vốn đầu tư. Tuy nhiên, sau khi được bàn giao các mặt bằng, Resco không đầu tư, khai thác kinh doanh mà chuyển nhượng lại các mặt bằng. Đã có 3 khu đất chuyển nhượng và hiện không còn sự quản lý của nhà nước là số 299/18 đường Lý Thường Kiệt đã chuyển nhượng cho công ty cổ phần Địa ốc 7 có 20% vốn góp của Resco với giá 38,2 tỷ đồng, mặt bằng tại 682 Hồng Bàng cho công ty cổ phần xây dựng Địa ốc Nam Việt có 20% vốn của Resco với giá 22,2 tỷ đồng và mặt bằng Bình Đăng, quận 8 chuyển nhượng cho công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Sài Gòn 5 với giá 90,9 tỷ đồng. Resco bị thất thoát hơn 45,4 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng 3 khu đất này. Cũng theo nội dung bản án, tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Tín Trung thừa nhận hành vi sai phạm nêu trong cáo trạng. Luật sư Hồ Nguyên Lễ bào chữa cho bị cáo Trung, bào chữa cho rằng Resco có tổ chức họp hội đồng thành viên nhằm lấy ý kiến. Tại cuộc họp, tất cả thành viên đều đồng ý. Từ đó, ông Trung đã ký nghị quyết thông qua việc chuyển nhượng các mặt bằng. Trong vụ án này, ông Trung không có tư lợi gì. Bản án thể hiện, các bị cáo còn lại cũng thừa nhận hành vi sai phạm như cáo trạng truy tố, khẳng định không ai hưởng lợi riêng từ việc sai phạm này. Các bị cáo cũng trình bày các nội dung để hội đồng xét xử, xem xét, giảm nhẹ hình phạt. Ngày 29 tháng 5, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ sang Tòa án Nhân dân thành phố xét xử 8 bị can là cựu lãnh đạo Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên Resco. Theo đó, 8 bị can bị truy tố gồm Nguyễn Tín Trung, cựu chủ tịch hội đồng thành viên Resco, Nguyễn Phước Ngọc, cựu chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh và quản lý nhà thành phố, cựu tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng thành viên Resco, Võ Hữu Hải, cựu thành viên hội đồng thành viên Resco, Nguyễn Thị Thúy Hằng, cựu thành viên hội đồng thành viên Resco, Đỗ Văn Phúc, cựu thành viên hội đồng thành viên Resco, Trần Công Đức, cựu thành viên hội đồng thành viên Resco, Hoàng Hải Đăng, cựu phó tổng giám đốc Resco, Nguyễn Đình Phú, cựu phó tổng giám đốc Resco. Những bị can này bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí khi để xảy ra sai phạm trong việc chuyển nhượng 3 mặt bằng ở 299/18 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, mặt bằng 682 Hồng Bàng, phường 1, quận 11, mặt bằng 4.606,5m2 tại quốc lộ 50, phường 6, quận 8, gây tổng thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 45 tỷ đồng. Theo truy tố, tiền thân của Resco là Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Doanh nghiệp này có chức năng đầu tư xây dựng dự án nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội, chương trình giải tỏa kênh rạch chung cư. Năm 2010, Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn chuyển thành Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên, gọi tắt là REDCO. Cũng trong năm 2010, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương giao cho REDCO thực hiện dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án rạch ụ cây. Đồng thời, giai đoạn sau đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng chấp thuận cho REDCO chuyển đổi mục đích sử dụng 15 mặt bằng nhà đất để cấn trừ vốn đầu tư giai đoạn 1 dự án rạch ụ cây thay vì nộp vào ngân sách thành phố. Tuy nhiên sau đó, REDCO không thực hiện theo chỉ đạo mà tiến hành chuyển nhượng một số mặt bằng được giao. Cụ thể, theo cáo trạng năm 2013, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có quyết định thống nhất chủ trương chuyển giao nhà đất mặt bằng 299/18 Lý Thường Kiệt cho đơn vị thành viên của tổng công ty. Nhưng các bị can liên quan đã chuyển nhượng toàn bộ mặt bằng cho công ty cổ phần Địa ốc 7, không phải là đơn vị thành viên của tổng công ty, có 20% vốn của tổng công ty với giá hơn 38 tỷ đồng. Theo định giá, thời điểm chuyển nhượng giữa các bên, giá chênh lệch gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước là hơn 2,1 tỷ đồng. Đối với mặt bằng 682 Hồng Bàng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có chủ trương bán cho đơn vị thành viên của tổng công ty. Nhưng các bị can tiếp tục bán cho công ty cổ phần xây dựng Địa ốc Việt Nam, không phải đơn vị thành viên của REDCO, có 20% vốn của REDCO với giá hơn 22,2 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 1,8 tỷ đồng. Đối với mặt bằng 4.606,5m² tại quốc lộ 50, phường 6, quận 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có quyết định chấp thuận giao REDCO được sử dụng mặt bằng xây dựng chung cư kết hợp thương mại. Nhưng năm 2014, các bị can đã chuyển nhượng mặt bằng này cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng thương mại Sài Gòn 5, 99,78% vốn của REDCO với giá trên 90 tỷ đồng, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 41,4 tỷ đồng. Ông Đinh Trường Chinh từng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại quảng cáo Địa ốc Việt Hân, Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà HDTC với hàng loạt dự án bất động sản đắc địa. Trước khi bị khởi tố vào cuối năm 2023 với những sai phạm trong hoạt động kinh doanh, ông Đinh Trường Chinh từng dính lùm xùm trong vụ ly hôn với Hoa hậu Lưu Thị Diễm Hương vào năm 2014. Ngoài ra, vị đại gia này cũng dính tới việc thâu tóm đất vàng gây thiệt hại cho nhà nước hàng nghìn tỷ đồng. Theo đó, Thanh tra Chính phủ kết luận vào tháng 12 năm 2020, phi vụ thâu tóm đất vàng số 33 Nguyễn Du, số 34, 36, 42, Chu Mạnh Trinh, diện tích hơn 6.200m², phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã gây thiệt hại cho nhà nước hàng nghìn tỷ đồng. Cụ thể sự vụ ra sao, mời quý vị cùng theo dõi trong nội dung ngay sau đây. Tháng 10 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với ông Huỳnh Thế Năng, cựu tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Nam Vinafood 2 và ông Đinh Trường Chinh, cựu giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại quảng cáo xây dựng Địa ốc Việt Hân, gọi tắt là Công ty Việt Hân. Hai bị can này bị khởi tố để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí trong việc quản lý sử dụng khu đất số 33 Nguyễn Du và khu đất số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận 1, gây thiệt hại cho nhà nước. Vinafood 2 vốn là công ty 100% vốn nhà nước. Tháng 12 năm 2017, tổng công ty này chuyển đổi sang công ty cổ phần và nhà nước nắm giữ hơn 51% vốn. Kết luận Thanh tra Chính phủ chỉ ra Vinafood 2 đã 4 lần cố tình làm trái chỉ đạo của Thủ tướng, đó là Vinafood 2 không thực hiện lập lại phương án sắp xếp nhà đất 33 Nguyễn Du, số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh để trình Thủ tướng quyết định. Vinafood 2 tự ý liên kết hợp tác với công ty Việt Hân, không được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quyết định. Vinafood 2 không xây dựng phương án thoái vốn để cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hàng loạt động thái cố ý của Vinafood 2 để nhằm bán chót lọt nhà đất công được giao trên cho công ty Việt Hân của ông Đinh Trường Chinh vào cuối năm 2015 trước khi cổ phần hóa. Năm 2010, Vinafood 2 được cấp giấy chứng nhận cho khu đất với mục đích xây dựng cao ốc, trung tâm thương mại, thời hạn giao đất 50 năm. Ngày 12 tháng 11 năm 2015, Vinafood 2 hợp tác với công ty Việt Hân để lập ra công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên có tên Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xây dựng Việt Hân Sài Gòn, viết tắt là Công ty Việt Hân Sài Gòn để thực hiện dự án xây dựng cao ốc. Công ty Việt Hân Sài Gòn có vốn điều lệ 800 tỷ đồng, trong đó Vinafood 2 góp 20% vốn bằng tiền mặt 160 tỷ đồng, còn công ty Việt Hân góp 80% vốn bằng 640 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực tế Vinafood 2 thỏa thuận góp vốn bằng quyền sử dụng khu đất với công ty Việt Hân.
ngày 18 tháng 12 năm 2015, công ty Việt Hân Sài Gòn được cấp chứng nhận đầu tư. Với chiêu thoái vốn, ngày 25 tháng 12 năm 2015, Vinafood 2 đã chuyển nhượng 20% giá trị vốn góp trong công ty Việt Hân Sài Gòn với giá 570 tỷ đồng. Thực chất là bán khu đất dùng để góp vốn. Đầu năm 2016, bằng các thủ đoạn khai báo mập mờ, Vinafood 2 đã hoàn tất thủ tục để được cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất từ Vinafood 2 sang công ty Việt Hân Sài Gòn. Như vậy, đến đầu năm 2016, bằng các chiêu thức hợp tác làm vòng, Vinafood 2 đã bán khu đất cho công ty Việt Hân Sài Gòn với giá 570 tỷ đồng. Đáng nói, tiền mua khu đất này lại chính là tiền vốn điều lệ do công ty Việt Hân Sài Gòn góp. Ngay sau đó, Việt Hân Sài Gòn bán 99% vốn góp của công ty này cho một nữ Việt Kiều với giá 792 tỷ đồng. Lúc này, công ty Việt Hân chỉ còn giữ lại 1% vốn góp trong công ty Việt Hân Sài Gòn. Liền sau đó, nữ Việt Kiều bán lại 99% vốn góp trong công ty Việt Hân Sài Gòn cho công ty cổ phần bất động sản Mùa Đông với giá 1.980 tỷ đồng. Theo ghi nhận của các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, nữ Việt Kiều này nhập cảnh vào Việt Nam chỉ vài ngày và dùng quốc tịch Việt Nam để hoàn tất thương vụ nhằm tránh các yêu cầu về thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài. Tiếp đó, công ty Việt Hân Sài Gòn và công ty cổ phần bất động sản Mùa Đông bán hết 100% vốn trong Việt Hân Sài Gòn cho hai công ty khác là công ty cổ phần Sài Gòn Dimension và công ty đầu tư BOB. Giá trị ghi trong hợp đồng chuyển nhượng tăng từ 1.980 tỷ đồng lên 2.250 tỷ đồng. Theo kết luận của thanh tra, hành vi của Vinafood 2 bán tài sản nhà nước sang tư nhân trong năm 2015 gây thất thoát lớn tài sản của nhà nước. Tạm tính tiền sử dụng đất của nhà đất trên trong năm 2015 là vào khoảng hơn 1.979 tỷ đồng. Như vậy, với thương vụ thâu tóm đất vàng giữa Vinafood 2 và công ty Việt Hân đã gây thiệt hại cho nhà nước hàng nghìn tỷ đồng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.